Hello anh em, mình đang chạy thử chiếc Winner X mới ra. Mình mới xin chạy ra ngoài đường. Xin chào các anh em, như các anh em đã biết thì tuần vừa rồi Honda đã cho ra mắt mẫu xe mới Honda Winner X với nhiều cải tiến và nâng cấp rất là thú vị nhằm đáp ứng nhu cầu của các anh em chơi xe phân khối nhỏ. Điểm gây ấn tượng đầu tiên đối với mẫu Honda Winner X này là cái đầu đèn nó rất là to, và mình nhìn cái đầu này thì mình có cái cảm tưởng liên tưởng tới chiếc xe Honda CBR 600 đời mới. Bên cạnh đó thì Honda Winner X còn có sự kế thừa từ việc lắp cái đồng hồ hiển thị của CBR 150 sang, cùng với đó là cái việc là không có công tắc đèn và nó sẽ giống như là một chiếc xe nhập, là mình không có thể tắt đèn được. Cái việc mà độ cái công tắc đèn thì anh em cũng hết sức là lưu ý, là khi mà nếu mình đi đường xe thì bắt buộc mình phải bật cái đèn lên, thì tại vì cái xe nó thiết kế không tắt đèn được thì đồng nghĩa cái sạc của nó rất khá là mạnh. Cho nên mà nếu mà mấy anh em tắt đèn thì nó cái sạc nó mạnh thì nó dẫn đến cái hiện tượng là bị phù bình, tại vì cái nguồn điện nó không có sẻ để kịp với cái nguồn điện nó nạp vào. Cho nên là mấy anh em hết sức là lưu ý khi độ công tắc tắt đèn. Cái vị trí mà mình cảm thấy là không có cảm tình nhất đó là cái vị trí cái lỗ kèn, nhìn nó giống như là một cái nhân vật siêu anh hùng nào đó. Thì cái vị trí này thì mình nghĩ là mấy anh em sẽ lắp cái đèn trợ sáng vào cái vị trí này. Về chi tiết đắt giá nhất trên chiếc Honda Winner X này là hệ thống chống bó cứng phanh ABS được trang bị cho xe côn tay phân khối nhỏ đầu tiên trên thị trường Việt Nam. Và bên cạnh đó là rất nhiều các chi tiết đã được thay đổi, tinh chỉnh lại. Mình xin liệt kê một vài chi tiết có sự đổi mới, đó là đầu tiên là cái cục tăng cam thì nó đã thay một cục tăng cam khác kiểu dáng mới so với cái phiên bản cũ. Vị trí thứ hai là cái chỗ cái ốc tăng sên cũng đã được thiết kế lại đẹp hơn và thẩm mỹ hơn. Cái vị trí bàn đạp để chân thì cũng được thiết kế lại rất là chắc chắn, rất là đẹp. Đây là cái mẫu thường được gắn trên những cái xe sport bike. Bên cạnh đó thì Honda Winner X cũng loại bỏ luôn cần đạp trên cái cục máy mà ở mẫu Winner cũ thì vẫn còn. Và những điểm thay đổi cuối cùng đó là cái việc thiết kế lại và cái đường ống hút gió. Ngoài ra thì cái việc cốp của Winner thì nó cũng không có được cải thiện nhiều và nó cũng không có để được cái gì nhiều cả. Nói chung cái cốp Winner này còn thua cái cốp CBR 150 của mình nữa. Bên cạnh đó là việc thay đổi và kiểu dáng của cái thắng dĩa và cái kiểu dáng và cái bô nó rất là đẹp. Và tí nữa mình sẽ test tiếng bô cho mấy anh em nghe và cái clip chạy thử trên đường. Chạy 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 sao chạy gì chạy lên thì xuống rồi chạy vòng ra kia xong rồi mày không anh thích chạy ra ngoài đường cũng được, xe anh để kia rồi mà lo gì, xe anh thôi chiếc xe này á. Hello anh em, mình đang chạy thử chiếc Winner X mới ra. Cảm giác ban đầu là tiếng bô nó rất là lực. Chạy quần quần ở trong trường thôi. Hình như nó cũng rất là bốc ấy. Chạy ra kia test được không? Mình mới xin chạy ra ngoài đường cho nó chút, tại vì chạy trong này thì nó
hơi bị chặt. Ù mà để không biết nó có thuốc men gì trong này mà sao nó bốc dữ vậy ta. Xe này bị hở bạc mẹ rồi sao mà khói dữ vậy nè. Đây là chiếc Winner X của Honda mới ra, cái kiểu dáng cái phần đầu thì nó mình như mình đã nói trong những cái clip trước là nó giống như chiếc CBR 600. Này là chắc nó đi cái nhông sau nó mạnh nó bự sao mà đề ba rất là bốc. Cái này là đi đi phố là rất là tuyệt vời luôn á. Tiếng bô rất là lực. Tiếng bô nghe lực không mấy anh em. Để thôi, quay lại trẻ xe cho họ đi. Xe đẹp. Cái này cái nhông sau đó bao nhiêu rồi anh? Chắc cũng bố mà. Dạ. Xì cái nhông phía sau nó đi bóc hơn xe em nhiều luôn á. Xe kia rồi. À. Xe kia đi ngon hơn chứ? Xe kia cái nó đi nhông phía sau nó nhỏ quá, nhông có 43 à. Nên là nó hơi bị lì. Còn cái này thì sau thì lớn quá thì nó đề hơi nhiều răng thì nó đề. Ừ, nó đề đi bóc. Bóc hơn. Chỉ sau phải răng nhiều nhưng mà cái nhông trước thì lại đi CVS chứ. Cái này không có CVS. Hay là một ABS là chỉ có hai bản camo, hai màu camo với lại con CVS này. À cái bản này là chưa có ABS. CVS mà không chịu. Ông đồ xe đâu chưa biết. À hiện chi nãy tháng nó không có cái gì gọi là khác biệt cả. Nhưng mà nó dễ, nó làm lại đẹp nè. Cái xe nó cũng găng gút hơn à. Cái phần này giống của ABS CBR 600 nè, cũng tựa giống nè. À, anh Khôi, cập nhật lại nha. Ừ. Hai con camo với con DM thắng ABS. Còn lại là thắng thường, không phải thắng CBS. Này là mới là thắng thường thôi mấy bạn. Thắng thường. Chưa phải thắng ABS. Phải ABS đâu. Chỉ có bạn đang nhám bên kia là mới ABS. Cái này thì giờ bao nhiêu anh? 50 đâu ra ABS kêu mấy 53 cái này 50 cái này thì 50 triệu nha mấy bạn. 50 giấy tờ luôn á hả? Bao giấy tờ 50 triệu còn ABS là 53 hả? 53 chiếc màu đen kia là 53. Cái này mình lấy giá này mình đã lấy giá này thôi. Có nhỏ cái này anh Dung qua đây. Anh Dung qua anh nói cho em mượn Dung hợp cho anh đó. Vậy đi em mượn chạy nhau nha. Cái này không phải thuộc quyền quản lý của tao, xe này cũng 14. Mày hỏi đây không được đây. Anh đang trả lời không? Có, mấy thằng này phải kia đó. Cái này như em. Thôi, vậy thôi, còn đó. 46 còn. Màu đen kia. Bồ lật ra tới đây luôn nè. Còn cái màu đen mà cái màu cái ABS. Hello anh em. Nãy trong quá trình quay mấy cái chi tiết của xe thì mình có được biết thêm một vài cái đổi mới của cái mẫu Winner X. Đó là nhà sản xuất trong cái mẫu mới này đã fit lại côn, nó rất là nhẹ. Và fit lại cái đồ tăng cam là thay hết, nói chung là những cái lỗi mà trước kia của Winner cũ á. Thì trên cái Winner mới này là họ đã fit lại hoàn toàn.
Cảm nhận ban đầu mình khi mà chạy cái xe này thì nó rất là bốc. Chung là đi cảm nhận mình là nếu mà đi đèo đi Đà Lạt đồ thì đi phố đồ nó leo đèo rất là khỏe. Tại vì cái phần xe này là 150 sát nhẹ nhưng mà họ đi cái nhông sau là 44. Nên là đi leo đèo leo đồ thì nó khỏe hơn là so với xe mình đi sát bự mà đi có 43 thôi. Lên xe nó thấy khác biệt liền. Không biết là có thuốc men gì ở trong đó không nhưng mà lên thấy là dặn khoát là lên đường liền. Mình đặc biệt lưu ý về một cái chi tiết của Winner đó là cái dĩa và cái xi nhan. Thì chắc là chừng sau này thay đồ thì chắc sẽ lấy hai cái đó để mà thay vào xe của mình. Cái xi nhan nó đẹp, xi nhan đẹp. Xi nhan đó mà nếu giấu ở phía trong thì uổng quá. Xi nhan nó nhô ra thấy đẹp hơn là so với giấu ở phía trong. Rồi xin chào, xin hẹn gặp lại các anh em trong video tiếp theo nha.